Cho Lương ăn sáng đây. Bắt đầu ra. Ra từng con ra. Lương ăn trùng chỉ buổi sáng, nhìn ăn rất là mê. Không mấy chốc mà nó đã bao quanh. Cơ sở lương giống Hoàng Lan xin giới thiệu với quý khách, đây là mô hình nuôi lươn sinh sản bán nhân tạo. Đây là những con lươn được nở từ trứng, khi nở ra rồi thì khoảng trong vòng khoảng một tuần lễ sau thì bắt đầu là ăn trùng chỉ. Ăn thấy mê luôn. Nhiều khách hàng hỏi cơ sở lươn giống Hoàng Lan ở đâu. Cơ sở lươn giống Hoàng Lan ở ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Quý khách hàng nào đam mê với nghề nuôi lươn, theo dõi những con lươn này ăn nhìn thấy rất là hay và rất là thích thú. Chờ thêm một cục nữa. Lúc ban đầu thì nhìn trên chỉ có chùm dây thôi, không có con nào hết. Bây giờ nhìn thì nó ra rất là nhiều, nhìn mê lắm. Vẫn chưa ra hết, vẫn còn phía bên trong.